Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Như vậy là trong tuần vừa rồi chúng ta đã kết thúc phần thứ tư của thuật xăm sinh tử. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với một bộ truyện mà quý thính giả, rất nhiều quý thính giả yêu thích. Đó là bộ truyện Âm Dương Công Vụ của Kinh Hỷ. Chúng ta đã đi qua hai phần, với phần đầu là Cò Ma, phần thứ hai là Vạn Quỷ Chi Vương. Câu chuyện kể về chặng hành trình làm một vị quan điều tra của chàng trai trẻ Trần Tứ Niên. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, đó là Trần Tứ Niên thường phải trải qua những cái vụ án liên quan đến tâm linh. Và phần thứ hai chúng ta đã được làm quen thêm một nhân vật rất là hay, đó là Phùng Thanh Vân, một nữ pháp sư, một nữ gia chủ của một gia tộc, và về âm dương. Và phần thứ ba này chúng ta sẽ đến với Chị Đỏ Đẫm Máu, sẽ là một vụ án mới, một chặng hành trình mới của Trần Tứ Niên và Phùng Thanh Vân. Chị Đỏ Đẫm Máu Huy sẽ phát sóng trong 5 tập vào mỗi buổi trưa. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ trang Facebook của Kinh Hỷ. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video truyện. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Chị Đỏ Đẫm Máu, Âm Dương Công Vụ phần 3. Trời nhập nhoạng tối, trên con đường xuyên giữa hai cánh rừng, một vị sư già tuổi ngoài thất tuần đang lò dò chống gậy bước đi. Vai khoác tay nải sờn cũ, tay cầm chuỗi trăng hạt, vừa đi vừa lẩm nhẩm niệm A-di-đà. Ông là sư Phổ Nhiếp, một nhà sư tu hành ở chùa Phù Vân, trên đường tìm thấy Phủ Ứng Hòa để giải pháp sự. Theo tính toán của sư, một trấn yểm có thời hạn 10 năm đang bắt đầu bị phá giải. Thời gian có sớm hơn so với dự định. Nếu như ông không tới kịp, có lẽ biến cố lớn sẽ xảy ra. Đột nhiên nhà sư nghe tiếng vó ngựa chạy tới từ phía sau. Mấy tớt ngựa đua nhau hí vang lên rồi dừng lại. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống 3-4 người mặc đồ đen kín mít. Một người cao lớn nhất đứng ra hỏi: "Ông là sư Phổ Nhiếp sao?" "À, Di Đà Phật, bần tăng là Phổ Nhiếp, tu hành ở Phù Vân Tự. Xin hỏi các thí chủ là ai?" Nam tử kia hất đầu ra hiệu với hai người đằng sau: "Đúng là ông ta rồi, bắt lấy đi." Sư nghe vậy thì hơi hoảng, tay vẫn lần tràn hạt, ung tồn hỏi: "À Di Đà Phật, không biết bần tăng đã đắc tội gì với các thí chủ, xin các thí chủ rộng lòng cho biết." "Không đắc tội gì cả, là chúng ta đắc tội nhà sư. Mau trói ông ta lại đưa đi." Hai nam tử bước tới tóm chặt nhà sư. Ông vẫn tự tốn muốn biết lý do mình bị bắt giữ. "À Di Đà Phật, bần tăng cả đời ăn chay niệm Phật, chưa từng tạo nghiệp nặng với ai. Nay có công chuyện phải tới Phủ Ưng Hòa, chuyện liên quan tới mạng người, nhất định không được chậm trễ. Xin để danh hiệu Phật Tổ mà tha cho bần tăng đi cứu người. Xong việc các thí chủ hãy bắt bần tăng đi, có được không?" Nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, chép miệng nhấn mạnh, vẻ như đã mất kiên nhẫn: "Sư không có tội lỗi gì cả, do sư quá túc nên mới bị chúng ta bắt đó thôi. Đợi qua thời hạn chúng tôi sẽ thả sư đi, sẽ không làm hại gì đến sư đâu." Mặc kệ nhà sư còn muốn níu kéo, ba nam tử kia bịt mắt trói nhà sư lại, vắt lên ngựa rồi men theo con đường nhỏ bên tả mà phóng đi. Đến một căn nhà gỗ có bầu cửa cao mới thả sư thầy xuống, cởi dây trói và tháo bịt mắt ra, để sư tự mình đi vào nhà. Còn bọn họ đứng bên ngoài canh gác. Sư Phổ Nhiếp đưa tay bấm độn, lại nhìn lên trời mà than: "Bần tăng vô năng, không cứu được người. Mệnh trời khó cưỡng. Xin Phật Tổ ở cõi cực lạc hãy che chở cho những kẻ mạnh khổ ở dương thế. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài."
Sư hướng về phía tây vái lại cung kính. Lúc đứng lên đã trông thấy một tiểu hòa thượng đứng ở phía trước, gương mặt thanh tú, nước da lại hơi vàng như bị bệnh, trên trán điểm một nốt chu sa, đang mỉm cười nhìn sư và hỏi: "Thầy là người đã trấn yểm cho nhà họ Trịnh 10 năm về trước có phải không?" "Đúng vậy, chính là Bần Tăng. Tiểu hòa thượng là..." "Con là kẻ sẽ phá giải yểm của thầy để báo oán nhà họ Trịnh. 10 năm rồi, thầy không cứu được họ nữa đâu." Sư phổ nhiếp cả kinh, chân tay rụng rời, liên tục lần chỗ tràn hạt. "Không thể nào. Ta vừa nhìn đã thấy thí chủ chỉ đang giả làm người tu hành. Xin hãy mở lòng từ bi, hoàn toàn tương báo. Nếu cứ tiếp diễn chỉ mang tới tai họa mà thôi." Tiểu hòa thượng trẻ mặt không đổi sắc, cười mà nói: "Nếu là tai họa thì hãy cứ để con báo oán xong trước đã. Tội vạ đâu con chịu hết. Sư thầy cho con mượn chuỗi tràng hạt và ấn ký để làm chứng. Con sẽ thay thầy tới phủ họ Trịnh." Đối với chuyện hại người, sư phổ nhiếp tất nhiên không ưng thuận. Nhưng tiểu hòa thượng kia cũng chỉ hỏi cho có lệ, liền sai người giữ lấy sư, cướp lấy chuỗi tràng hạt và lục tìm trong tay nải được ấn ký của Phù Vân Tự. "Đa tạ sư thầy, đợi xong việc con sẽ thả sư đi. Trong nhà có bàn thờ Phật, có mỏ tụng kinh, cũng có kinh văn để chép lúc rảnh rỗi. Mời sư thầy vào trong." Sư phổ nhiếp biết không thể làm gì được, trước khi bước vào bên trong liền hỏi một câu: "Thì chủ sẽ không đuổi cùng giết tận chứ?" "Không đâu, con chỉ đoạt mạng những kẻ đáng chết mà thôi." "A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài." Nhìn sư phổ nhiếp đau lòng, thở dài đi vào trong. Tiểu hòa thượng cầm được chuỗi tràng hạt và ấn ký Phù Vân Tự, liền dặn dò người dưới canh chừng cẩn mật, chăm sóc nhà sư chu đáo, rồi mới lên ngựa rời đi, một đường thẳng tới phủ Ứng Hòa. Đêm hôm ấy trong phủ họ Trịnh, một thương phủ giàu có bậc nhất Ứng Hòa, xảy ra chuyện quỷ dị. Hoa mọt cua, còn gọi là hoa sữa. Trong phủ họ Trịnh có tới 3 cây mọt cua lớn, 2 cây ở Đông Viện và Tây Viện, một cây còn lại ít được người ta chú ý tới, nằm ở góc sân biệt viện bỏ hoang. Năm nào mọt cua cũng nở, nhưng hoa mọt cua ở biệt viện bỏ hoang sớm nở lâu tàn nhất. Bọn người hầu đồn đại với nhau, hoa mọt cua ở biệt viện do âm khí tích tụ đã thành mọt cua ma mất rồi. Mùi hương nồng còn phản phất cả mùi máu tanh. Nữ hầu bên cạnh vợ cả ông Trịnh Đoàn là con Tú. Nó vừa hầu bà ngủ xong thì mang cái thau nước đi ra ngoài vườn đổ. Trời lúc này đã rất khuya, đã quá thu rồi. Gió lành lạnh khiến cho nó hơi co rúm người lại. Sương đêm lãng bảng lẫn quất mờ mịt. Con Tú làm việc trong Đông Viện thuộc phủ họ Trịnh tới nay đã được 8 năm. Từ khi là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện, năm nay đã 17 tuổi, cũng nên đến lúc tìm mối gả ra ngoài. Thế nhưng bà cả còn đang tìm mối tốt cho con hầu riêng của mình, muốn nó được gả đi vẻ vang, cũng làm phủ họ Trịnh nở mày nở mặt. Con Tú không biết điều đó, trong lòng vốn đã có người mà nó âm thầm quan tâm đến. Từng ngóc ngách trong Đông Viện này con Tú đều nắm rất rõ. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến lại đi lạc qua bên khu viện bỏ hoang đã nhiều năm. Con Tú tay cầm cái thau rỗng, cứ đi như một người mất hồn trong màn sương đêm. Cái bóng liêu xiêu của con Tú vật vờ như bóng ma. Nghe nói khu viện này từng có mấy người chết. Chủ viện là một thiếu nữ trẻ tuổi, người tận vùng núi Thanh Nghị. Năm xưa ông cả Đông Viện Trịnh Đoàn đi tới diện kiến thánh thượng trong kinh sư. Khi về có đi qua miền Sơn Cước, thấy người con gái đẹp lại rất giỏi dệt vải, cho nên đưa về làm người của mình. Nhưng do không hợp thủy thổ, lạ nước lạ cái,
Chẳng bao lâu sau, thiếu nữ mình nổi đầy những cái mụn cóc, làn da mịn màng bỗng dưng trở nên thô ráp ngứa ngáy. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được mà treo cổ tự tử. Ba nữ hầu và một tên đầy tớ sau đó bị quá thương xót chủ nhân cũng chết theo cách tương tự. Con Tú vô thức đưa tay mở cánh cửa sổ đang khép hờ, hai mắt lờ đờ nhìn vào bên trong. Nhờ ánh trăng thượng huyền soi xuống, hình ảnh bên trong căn phòng bụi bặm, bàn ghế ngổn ngang lâu ngày không có ai dọn dẹp, càng trở nên cô tịch. Trên bàn trang điểm có thắp một cây nến trắng lập lòe. Trước cái gương đồng phủ mấy sợi chỉ đỏ, đang ngồi một thiếu nữ tóc đen. Nàng cầm trong tay chiếc lược đen bóng, bàn tay nhẹ nhàng chải xuống. Mỗi một lần chải, trên răng lược lại dính theo một nhúm tóc dài. Con Tú căng mắt nhìn, các người cứng đờ như khúc gỗ. Thiếu nữ vẫn miệt mài chải tóc. Lần này nàng đưa cả bàn tay lên để gãi vào da đầu. Gương mặt nàng không đổi sắc, càng gãi càng hăng, cho đến khi cả một nửa mảng da đầu bị năm ngón tay của nàng kéo xuống, để hở ra một khoảng đầu như nhớp máu đỏ tươi. Nàng mới mỉm cười thỏa mãn trong gương. Con Tú đã sợ đến phát ra tiếng nấc. Nó bịt chặt miệng, toàn đóng cửa sổ lại. Nhưng thiếu nữ nhìn qua gương đã phát hiện ra có người, liền xoay đầu lại. Lạ thay, nàng xoay đầu nhìn con Tú, mà gương mặt trong gương vẫn ở đó không hề nhúc nhích. Khóe miệng kéo lên một nụ cười quái dị. Con Tú không dám nhìn hay nghĩ gì thêm nữa, quay đầu bỏ chạy thục mạng đi. Nó chạy xuống sân, quẳng luôn cái thao nghe loảng xoảng. Khi nó chạy đến dưới tán cây mọ cua, đứng một góc trong biệt viện, chợt nhìn thấy phía sau thân cây thấp thoáng một ánh đèn lồng quen thuộc. Con Tú cứ nghĩ rằng đó là người điểm canh đêm. Nó liền lên tiếng hỏi: chú Chậm có phải không? Chú Chậm ơi, giúp tôi về phủ chính với. Con Tú nói xong thì ngừng lại chờ đợi hồi âm, nhưng chỉ thấy ánh đèn lồng le lối, hoàn toàn không nghe tiếng ai đáp lại hết. Con Tú nghĩ rằng Chậm không nghe thấy nó gọi, cho nên lò dò đi lên mấy bước. Kết quả thứ nhìn thấy khiến cho con Tú phát hoảng, ngã bệt xuống đất. Đằng sau thân cây, chiếc đèn lồng lắc lư qua lại trong không khí. Tán cây mò cua rất rộng, từ trên cành cây lớn treo đung đưa một cơ thể người, từ đầu xuống chân đều phủ kín bằng chỉ đỏ. Những sợi chỉ cứa vào da thịt, máu theo đường chỉ chảy xuống, động thành một vũng lớn ở ngay dưới chân. Phần tóc dài bị túm ngược vắt lên, buộc tắt nút trên cành. Tất cả cơ thể đều bị thích chặt bằng dây chỉ, lỗ chỗ những đường da thịt tím tái vàng đỏ, chỉ để lộ ra hai tròng mắt vẫn còn mở trừng trừng đang rỉ máu. Hai con ngươi lồi ra như muốn rớt ra ngoài. Mùi hoa mọt cua rất nồng, lẫn với mùi máu tanh, càng khiến cho cổ họng con Tú thêm lợn cận. Nó nôn tóc đùng tháo ra một bãi, cố sống cố chết bỏ chạy đi. Vừa chạy vừa la hét thất thanh gọi mọi người. Đông viện họ Trịnh giữa đêm bị đánh thức. Người ta tìm thấy con Tú cả người lạnh toát, rung lên cầm cập, nói năng câu được câu mất. Bà cả đang bệnh, thấy con hầu của mình hoảng loạn, bà dỗ dành nó vài câu. Đợi nó trấn tĩnh lại, bà khẽ dò hỏi: Tú à, con nói bà nghe đã xảy ra chuyện gì? Con Tú túm chặt lấy tay bà, lắp bắp nói: Bà ơi, có ma ở biệt viện, có ma đó. Không, là nữ quỷ, nó giết chú Chậm rồi bà ơi. Đồng viện chủ Trịnh Đoàn câu mày khẩn trương: Mày nói rõ cho ông nghe xem nào. Chú Chậm bị giết rồi ông ơi. Xác chú ấy bị treo trên cây mọ cua đó ông. Con Tú khóc rưng rức, bà cả phải ôm lấy nó. Ai nghe thấy lời nó nói cũng đều cả kinh. Sau đó người làm trong phủ đốt đuốc lên cùng đi tới biệt viện.
Quả nhiên cánh cổng vốn đóng im ỉm đã bị mở tung. Trên cây mò cua lủng lẳng một thi thể người vẫn đang rỉ máu. Bên dưới cái xác đọng lại một vũng máu đỏ lợm. Chiếc đèn lồng rơi trong vũng máu đó, ngọn nến lập lòe chực tắt đi. Mấy nữ hầu kinh hãi thét ầm cả lên. Cả cái xác bị quấn chỉ đỏ xung quanh, nhìn qua cũng chẳng thể biết được có phải lão Chẩm hay không. Nhưng cái đèn lồng nằm dưới vũng máu kia đích thị là của lão. Mất nửa canh giờ mới hạ được người chết xuống. Đám nam đinh trong phủ phải dùng dao sắc cẩn thận gỡ từng sợi chỉ đã dính bệt vào da thịt. Mãi tới khi trời tan tảng sáng mới lấy được hết chỉ ra khỏi cái xác. Kẻ chết không phải ai khác mà chính là Chẩm, người gõ canh trong phủ Trịnh. Lão Chẩm vốn nhỏ con, không vợ không con, lưng lại hơi gù. Lão thích nuôi tóc dài như đàn bà con gái, tính tình có hơi lập dị, nên đám gia đình trong phủ không hay tiếp xúc. Cũng chẳng biết cơ duyên nào đưa Chẩm đến phủ Trịnh làm người điểm canh. Thời gian cũng khá lâu rồi nên không còn ai nhớ rõ nữa. Nhưng hình như trùng với thời điểm Trịnh Đoàn đưa thiếu nữ Sơn Cước về phủ. Chẩm đang yên đang lành lại bị sợi dây siết chết treo lủng lẳng trên cành mò cua trong viện bỏ hoang. Thành thử ra người hầu lại được một phen đồn đoán ầm cả phủ lên. Người ta nói hắn tự tử, nhưng lại chẳng đưa ra được bằng cớ nào khẳng định chuyện đó. Hơn nữa người nào có thể tự mình quấn chỉ xung quanh thân cho tới chết được chứ? Cho nên mặc dù không nói thẳng ra, nhưng đám người hầu đều ngầm hiểu rằng đã có một thế lực nào đó, hoặc là một kẻ thần bí có siêu năng lực nào đó đã giết chết tên Chẩm rồi treo cái xác lên. Có điều hắn chỉ là một tên hầu, có chết cũng không cần làm rùm beng lên. Cho nên ngay ngày hôm sau đã đưa đi chôn cất ngoài nghĩa địa chung, tránh người ta đàm tiếu lung tung, ảnh hưởng tới cả phủ. Bà cả tay run run tê miếng trầu. Các ngày nay bà chưa ăn gì. Chỉ cần nghĩ tới cái xác bị chỉ thích chết của lão Chẩm là cả người bà đều nổi gai ốc lên. Cổ họng lợn cợn buồn nôn. Bà nghe mấy đứa hậu đứng túm tụm rỉ tai nhau. Hình như chị Tú nhìn thấy nữ quỷ ở biệt viện đã giết chú Chẩm thì phải. Khổ thân chế, bây giờ vẫn còn chưa hết hoảng á, còn lên cơn sốt rồi. À, chuyện này thật kỳ lạ đó. Biệt viện lúc nào cũng khóa không cho ai ra vào, sao lại tự mở ra được chứ? Thế mới nói không phải do con người làm ra. Chúng nó để ý thấy sắc mặt bà cả đã từ trắng chuyển sang tím, miếng trầu cũng rơi xuống sàn gạch. Đông viện chủ Trịnh Đoàn nghe đám hầu ăn nói hàm hồ, liền gõ cái ba toàn xuống đất lạch cạch, tức giận mà quát: "Chúng mày hết chuyện để nói rồi sao? Làm không lộ làm, ông mà còn nghe thấy một lần nữa, ông bán hết chúng mày cho phần kỹ nghệ đó." Đám hầu vội vàng quỳ sụp xuống, rối rít xin tha. Ông Đoàn giơ cái ba toàn lên, đánh mỗi đứa ba cái vào lưng, rồi bắt mấy đứa ra dọn nhà xí cả tuần. "Ông ơi, liệu có phải là cô Mỹ, cô ấy..." Ông Đoàn cau mày ngồi xuống, gạt phắt đi. "Bà đừng nói linh tinh. Chờ thêm mấy ngày nữa sư thầy tới đây thôi." "Tôi thấy bất an quá ông à. Cái chết của lão Chẩm quả thật không bình thường chút nào. Hay là ông sai người đi trước sư thầy về đi ông. Tính ra sư năm nay cũng quá 70 rồi, đi đường xa xôi hiểm trở, không khéo lại lỡ việc đó." Đồng viện chủ suy nghĩ một hồi, cảm thấy vợ mình nói có lý, bèn cho người lên đường tới Phụ Vân Tự. Người còn chưa kịp rời đi thì bên ngoài đồng viện đã có tiếng người nói chuyện: "Xin hỏi vị tiểu hòa thượng này từ đâu đến? Tìm anh trai tôi có chuyện gì không?" Vị tiểu hòa thượng liền lễ phép thưa với Trịnh Hoàng, gia chủ Tây Viện, cũng là em trai của Trịnh Đoàn: "Tiểu tăng là học trò của Phổ Nhiếp đại sư ở chùa Phù Vân. Thầy của tiểu tăng do lâm trọng bệnh,
không thể tới Ứng Hòa làm pháp sự, cho nên có nhờ Tiểu Tăng tìm tới cửa phủ để thỉnh chuyện đó. À, hóa ra là người của Phụ Vân Tự, thất lễ rồi. Trịnh Hoàng âm thầm đánh giá. Tiểu Hòa Thượng đội một cái nón rộng vành, ngũ quan thanh tú, nước da lại vàng vọt, trên trán điểm một nốt chu sa đỏ, nhìn rất có thiện cảm. Từ trong nhà, Trịnh Đoàn cùng với gia nhân đi ra. Sau khi nghe vị Tiểu Hòa Thượng là học trò của Phổ Nhiếp đại sư thì liền mời vào ngay. Chú Hoàng à, chú cũng vào trong đi. Dạ thôi anh cả, em định qua chơi với anh ván cờ, nhưng mà có lẽ bên đồng phủ có việc rồi, để khi khác anh em ta hàn huyên, em xin cáo từ. Trịnh Đoàn cũng không giữ em mình lại, đon đã mời Tiểu Hòa Thượng vào nhà. Tiểu Hòa Thượng liền đặt lên bàn chuỗi tràng hạt và ấn ký Phụ Vân Tự, sau đó điềm đạm nói: "Thứ cho tiểu tăng mạo muội, có phải trong phủ vừa xảy ra chuyện chết người hay không?" Thật ra là đúng là đêm hôm trước trong viện xảy ra một vụ treo cổ chết của một hạ nhân. Do không muốn mọi người đồn đoán lung tung nên đã đưa đi mai táng ngay rồi. Vị Tiểu Hòa Thượng nheo mắt, nhìn thẳng vào Trịnh Đoàn, nghiêm túc nói: "Người chết không phải tự tử, là bị ma quỷ dẫn dụ. Gia chủ ắt cũng đang nghĩ tới chuyện này, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi." Trịnh Đoàn nước nước bọt. Đúng là ông ta đã nghĩ tới chuyện ma quỷ càn quấy ở biệt viện, nhưng nào có dám nói trắng ra. Người ta càng sợ chuyện gì thì càng cố né tránh. Nếu Tiểu Hòa Thượng đã nói vậy, ắt cũng có dự liệu rồi đúng không? Thầy tôi có dạy, năm giới luật của người tu hành, ấy là không uống rượu, không nói dối, không tà tâm, không trộm cắp và không sát sinh. Gia chủ không phải người tu hành, nhưng giới luật ấy lại chẳng tha bất cứ ai. Xin mạn phép hỏi, gia chủ đã từng phạm ít nhất một trong năm giới luật đó có phải không? Trịnh Đoàn nghe Tiểu Hòa Thượng hỏi, trong đầu đã điểm qua những việc mình làm. Nói gì thì nói, ông ta cũng là con nhà nội làm thương gia, không phải một mà có khi phạm tới 3-4 điều rồi. Tiểu Hòa Thượng thấy Trịnh Đoàn không lên tiếng, cũng không tỏ ý khinh khi, đi vào vấn đề chính. Gia chủ không cần trả lời, tiểu tăng đã nhận ủy thác của sư phụ thì nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ. Bây giờ gia chủ hãy dẫn tiểu tăng tới nơi có người chết, để tiểu tăng có thể tiến hành làm pháp sự. Trịnh Đoàn vội vàng ưng thuận, dẫn Tiểu Hòa Thượng đi tới biệt viện, chỉ lên tán cây mọt cua. Vùng máu đỏ đã được xối nước nhưng vẫn còn loang lổ, mùi máu tanh vẫn nồng nặc. Tiểu Hòa Thượng lấy trong người ra một nắm gạo ném xuống, sau đó chắp tay niệm kinh. Tiểu Hòa Thượng chậm rãi đi lên bậc thềm, đẩy cánh cửa gỗ vào trong căn nhà bỏ hoang sập sệ. Mùi hoen mục, bụi bặm xộc ra khiến cho tiểu tăng hơi cau mày. A Di Đà Phật, oán khí đúng là sâu dày. Tiểu Hòa Thượng cúi xuống nhặt từng chiếc ghế bị ngã đổ dưới sàn lên. Thấy Trịnh Đoàn chỉ dám đứng bên ngoài, cũng không có ý kiến gì, đi thẳng tới chỗ tấm gương đồng lớn. Trên gương đồng xuống tới bàn phấn đều văng chỉ đỏ xen lẫn với tơ nhện. Tiểu Hòa Thượng đưa tay gạt ra, liền thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua gương. Nốt chu sa của người trong gương lóe lên một tia sáng nhỏ. Bàn tay Tiểu Hòa Thượng chạm vào cạnh bàn siết chặt lấy. Trịnh Đoàn căng thẳng đến vã mồ hôi, lưng áo ướt nhẹp. Nơi biệt viện này không khí lạnh lẽo ẩm thấp, cảnh tượng ngày xưa lại ùa về trong não, khiến cho ông ta hít thở khó khăn. Một cơn gió mảnh và lạnh như kim châm lùa qua, bên tai văng vẳng tiếng cười cùng giọng nói âm u từ cõi chết. Đoàn Lan, đi cùng thiếp đi Đoàn Lan. Thiếp vẫn ở đây chờ Đoàn Lan
đừng để tiếp đợi thêm nữa. Trên đoàn loạn choạng xích ngã đi, được hai gia đình đi theo đỡ lại. Mặt mũi ông ta tái mét, liền mặc kệ tiểu hòa thượng vẫn nấn ná ở bên trong mà bỏ ra ngoài cổng viện. Chờ thêm nửa tuần hương thì tiểu hòa thượng mới đi ra, tay lần chuỗi tràng hạt, vội vàng chạy tới hỏi: Thế nào rồi? Tiểu hòa thượng có cảm nhận được cái gì hay không? Ma thần vong, nó quẩn quanh ở đây chỉ đợi bắt người đi cùng. Là loại thần vong có giao ước với quỷ nên oán khí trở nên đáng sợ lắm. Không bắt được hết người nó cần thì sẽ không dừng lại. Hai tên gia đình nghe được lời đó thì chân tay bủn rủn, co quắp cả người, mắt tráo hoảnh nhìn vào trong sân viện. Hoa mò cua trơi trắng xóa. Tầm này lẽ ra mò cua đã không nhiều như vậy, nhưng ở nơi biệt viện hoa càng lúc càng nhiều. Mùi hoa nồng nặc rất là khó thở. Tiểu hòa thượng kéo Trình Đoàn ra khỏi biệt viện, cách xa một đoạn rồi mới nói: Bây giờ gia chủ theo lời tôi dặn dò, cho người chuẩn bị một bàn tế chay, viết cho tôi bát tự của tất cả những người ở Đông Viện. Tôi sẽ tự tay làm hình nhân thế mạng cho các thí chủ. Hình nhân thế mạng sao? Như vậy rồi cả nhà tôi sẽ được bình an đúng không? Đừng hỏi gì cả, cứ theo lời tiểu tăng là được. Trịnh Đoàn liền căn dặn gia nhân chuẩn bị theo lời của tiểu hòa thượng, viết hết bát tự của người Đông Viện, bao gồm cả người ở. Cầm trong tay những tờ ghi ngày tháng năm sinh của nhà họ Trịnh, tiểu hòa thượng xem qua. Lúc nhìn tới cái tên Trịnh Nguyên Đáng thì lập tức hơi cau mày, nhưng cũng rất nhanh đã rời mắt đi. Trong viện xuất hiện một tiểu hòa thượng tới làm pháp sự, tin tức nhanh chóng truyền đi. Cậu cả Đông Viện là Trịnh Nguyên Long vừa mới đi công chuyện từ Hải Dương về, nghe người hầu báo lại liền đi xem việc. Ai ai cũng quan tâm tới pháp sự lần này và vụ việc lão chẩm chết trên cây mò cua ở trong biệt viện. Chỉ có cậu ba Trịnh Nguyên Đáng thì chẳng hỏi han câu nào, về nhà là vào phòng đóng cửa ngủ nướng, mãi tới tối muộn mới tỉnh dậy. Lúc cậu đi tới nơi làm pháp sự, thấy vị tiểu hòa thượng đang quỳ gối gõ mõ, tay lần tràn hạt, thì chăm chú nhìn một hồi lâu, cuối cùng lại bỏ ra ngoài mà không nói năng gì. Ở trên bàn thờ, những hình nhân thế mạng được làm bằng giấy, mỗi hình nhân cao một tấc, trai gái có đủ cả. Phần tên và bát tự được ghim ngay trước ngực, trán của mỗi hình nhân đều được điểm một nốt chu sa, mắt chưa được tô theo lời của tiểu hòa thượng. Xong phần lễ, tiểu hòa thượng dùng máu của mình điểm mắt cho hình nhân. Trong một khoảnh khắc, lẫn khuất trong màn hương khói, đồng tử của hình nhân thế mạng dường như đã chuyển động. Đến gần nửa đêm thì xong việc, tiểu hòa thượng căn dặn đưa hình nhân thế mạng tới từ đường, đặt theo vị trí cao thấp. Xong xuôi liền cáo từ họ Trịnh ra về. Tới một ngõ tối vắng vẻ, tiểu hòa thượng dừng lại, bỏ nón trọng vành, đưa khăn tay lau đi nốt chu sa trên trán, quệt phấn vàng trên mặt đi, để lộ ra một làn da trắng trẻo mịn màng. Lại cởi lớp đầu trọc, xõa tóc thành một thiếu nữ. Nàng trút bỏ lớp áo thầy tu, lấy trong tay nải ra bộ đồ con gái mặc vào, sau đó đi thẳng tới kỷ viện bậc nhất Ứng Hòa, Hoa Sương Lầu. Yên Vũ Cơ vừa mở cửa bước vào đã ngửi thấy mùi của người lạ. Nàng cau mày, giơ chân đạp cho người sau tấm rèm trên giường một cái, khiến hắn kêu lên một tiếng rồi đau đớn ngã lăn ra. Vừa ôm bụng kêu đau, vừa lên tiếng oán trách: Ôi dạ, Yên Nhi à, nàng đánh cũng được, nhưng mà phải báo trước một tiếng chứ, nhỡ trúng vào hạ thân
sau này không có con nói dối, tao biết làm sao đây. Biết vậy tôi đã đạp trúng cô quý của cậu rồi. Nàng ác quá rồi đâu có biết không. Yên Vũ Cơ không thèm để tâm, nàng lạnh lùng ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén nước, rồi lên tiếng chăm chọc. Cậu ba Trịnh Nguyên Đáng, cậu đúng là cái thứ không nên thân đó. Nửa đêm nửa hôm còn mò vào phòng của kỹ nữ Lầu Xanh, gia chủ Đông Vị mà biết sẽ chặt chân cậu đem nấu cho chó ăn mất. Cậu Đáng xích xoa bò xuống giường, đi tới bên bàn, ngồi đối diện với Yên Vũ Cơ, nhăn nhó nói: Chuyện gì à? Sao nàng cứ phải tuyệt tình với ta như vậy chứ? Ta tưởng nàng đã là người của ta thì phải ngoan ngoãn hơn, không ngờ còn tệ bạc với ta hơn cả lúc trước nữa. Lên giường một vài lần đã biến thành người của cậu rồi. Nói như cậu thân là bà chủ kỹ viện, tôi lên giường với tên đàn ông nào cũng thành người của kẻ đó sao? Cậu ba Đáng nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, hận không thể làm gì để bịt được miệng người con gái mà miệng sắc như dao găm này. Ta không nói lại nàng được. Nhưng mà nàng nhớ cho kỹ, nàng là người của Trịnh Nguyên Đắc, cả đời này cũng chỉ có thể làm người của ta thôi. Người của cậu sao? Cậu định xin cha cậu nạp tôi về làm tiếp cho cậu hả? Nếu như nàng đồng ý, ta sẽ cho kiệu tám người kia trước nàng về làm mợ ba Đông Viện. Tôi e đến lúc đó tôi phải làm vợ một tên què rồi. Nàng, sao nàng cứ ăn nói không kiên kỵ một chút như vậy chứ? Tiền nữ thấp kém, có sao nói vậy. Cậu ba nhớ cho kỹ. Còn bây giờ đêm đã khuya rồi, mời cậu về đi, tôi còn nghỉ ngơi. Ngày mai còn có sức mà tiếp khách. Nam tử phong lưu cả cái phố Ứng Hòa này á, đang đợi tôi phục vụ mà. Trịnh Nguyên Đáng tức muốn xì ra khói, vò đầu bứt tai, cuối cùng lại nghĩ ra hạ sách, muốn bế Yên Vũ Cơ lên giường. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị nàng đá thẳng ra bên ngoài không thương xót. Cậu tựa vào cửa, biết Yên Vũ Cơ chỉ thổi tắt nến mà chưa có ngủ, bèn thì thầm qua khe hở: Yên Nhi à, nghe nói hôm nay nàng đi phục vụ đàn kỹ trong phủ Ngô, họ không ức hiếp nàng chứ? Đàn ông họ Ngô toàn là những kẻ hống hách, nếu nàng chịu thiệt thòi thì hãy nói với ta, ta sẽ dạy dỗ chúng cho nàng. Yên Vũ Cơ trên giường xoay qua xoay lại, ngón tay bị cắt vẫn còn hơi sót. Nàng đưa tay lên miệng ngậm, nghe những lời của Trịnh Nguyên Đáng, chỉ có thể bịt tai mà thở dài. Sau khi làm pháp sự và hình nhân thế mạng, gia chủ Đông Viện cũng phần nào yên tâm hơn. Vụ việc của lão Chẩm cũng nhanh chóng lắng xuống, không còn ai nhắc đến nữa. Chỉ có con Hầu Tú, người phát giác ra sự việc, lúc nào cũng bị ám ảnh, ngày cũng như đêm, nó tuyệt nhiên không dám bén mảng tới gốc cây mò cua, dù là cây ở viện nào cũng tránh xa. Mặc dù con Tú luôn cho rằng cái chết của Chẩm có điều thần bí, đặc biệt là lúc nó trông thấy cái xác của Chẩm, chiếc đèn lồng đang bay lả lả trên không, hoàn toàn không có ai cầm vào. Nếu không phải là ma quỷ thì là cái gì? Nhưng thân chỉ là một con hầu, nó cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể âm thầm đi xin cho mình một lá bùa bình an, hy vọng không bị ác mộng dày vò. Một đêm nọ con Tú chợt tỉnh giấc giữa đêm. Do là người hầu riêng của bà cả, cho nên nó được ở một mình một phòng trong khu viện dành cho người hầu. Bên ngoài có tiếng lá cây xào xạc theo gió, ngoài ra còn có cả tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Con Tú xuống giường, xỏ dài, đi tới bên cửa sổ, mở hé ra nhìn xem bên ngoài có gì. Bóng trăng nhạt phủ xuống khoảng sân rộng, nó trông thấy một người tay cầm đèn lồng, bước từng bước đi qua đi lại trong sân. Con Tú không đoán ra là ai, nó dụi mắt, mở to ra nhìn cho rõ. Đột nhiên người ngoài sân đứng khựng lại, cái đầu xoay về phía cửa sổ mở hé, hành động cứng nhắc mà dứt khoát. Cả khuôn mặt hốc hác, tái nhợt như sắp nến. Con Tú không trông rõ, nhưng trong đầu đã tưởng tượng ra đó chính là tay Chẩm đã chết. Nó ú ớ bịt miệng của mình lại,
Hạ cửa đánh sập một cái, rồi chạy nhanh về giường, trùm chăn rung lên bần bật. Tiếng bước chân bên ngoài tiếp tục vang lên, tiến gần đến cửa phòng của con Tú. Nó không dám thở, tay cầm chặt lá bùa. Nó đã sợ tới mức sắp bật khóc đến nơi. Thì chốt cửa được từ từ mở lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Một bên cửa được đẩy ra, từ ngoài tràn vào một làn khói mỏng. Ánh đèn lồng lập lòe như đốm lửa ma trời. Con Tú hé mở mắt ra, kéo chăn xuống nhìn ra, thì hoàn toàn không có ai. Chỉ có chiếc đèn lồng đang đi quanh cái phòng nhỏ của nó. Chiếc đèn lắc lư lên xuống, tựa như có người đang cầm chui đèn. Đi hết một vòng, chiếc đèn lồng trở về hướng cửa, trôi ra ngoài theo làn khói mỏng manh. Sau đó cửa đóng sập lại, khiến cho con Tú giật bắn cả người, kinh hoàng nằm bật xuống rồi ngất liệm đi. Chị Tú à, chị tỉnh lại đi. Chị bị làm sao vậy? Con Tú từ từ mở mắt ra. Trước mặt nó là mấy đứa hầu quen thuộc. Nó đỡ lấy đầu, cảm thấy choáng váng khủng khiếp. Ngoài trời đã sáng. Con Tú nhìn quanh đám nữ hầu một lượt, sau đó xua tay kêu chúng nó ra ngoài. Gần đây nó luôn bị ám ảnh bởi cái chết bất đắc kỳ tử của gã Chẩm, cho nên ăn ngủ đều không ngon. Lúc thức dậy tay chân tê bì, cứ như đã đi bộ cả mấy chục dặm đường. Con Tú xuống giường, rửa mặt thay đồ, rồi chạy tới phòng bà cả hầu hạ. Xong việc cũng đã tới giờ thịnh, nó vội vàng xách giỏ ra chợ mua ít đồ về nấu cháo cho bà. Gần đây bà cả hay bị đau đầu, phụ nữ tới tuổi mãn kinh thường hay như vậy, cho nên nó thường hay tới quầy thuốc, hỏi xem có nên kết hợp ăn uống với thuốc men như thế nào để cải thiện hơn. Mua xong đồ định quay về, ngang qua kỹ viện Hoa Sương Lầu nổi danh khắp phủ Ứng Hòa, có một tên gia đình chạy từ bên trong ra, nói với con Tú. Cô là người hầu của nhà Trịnh phải không? Đúng rồi, là tôi. Có chuyện gì sao? Vốn dĩ kỹ viện là nơi đàn đúm dành cho nam nhân, con Tú cũng chẳng ưa gì chỗ này, cho nên giọng nói có phần không thoải mái. Bà chủ của chúng tôi kêu cô gọi người tới đưa cậu ba Trịnh Nguyên Đáng về đi. Cậu ấy say sưa cả mấy ngày đây rồi, sao không thấy ai trong phủ tới đón vậy? Bà chủ còn bảo nếu cậu ba lại đây mà không bồi thêm tiền, thì sẽ đem vứt ở góc đường chỗ bọn ăn xin hay qua lại đó. Con Tú nghe nhắc tới cậu ba Trịnh Nguyên Đáng, nó nhăn nhó mặt mày, quát mắt nói với tên gia đình. Cậu ba nhà họ Trịnh mà các người cũng dám làm càn sao? Tên gia đình chẳng buồn để tâm đến thái độ của Tú, giọng càng thêm châm chọc. Cậu ba nhà họ Trịnh thì sao chứ, cũng chỉ là một trong số những công tử vô công rỗi nghề, ăn chơi bậc nhất phủ Ứng Hòa này thôi. Bà chủ của chúng tôi đã quá nhân từ rồi, các người trong hôm nay đón cậu ta về đi. Tên gia đình hừ lạnh một tiếng, quay người vào trong. Ngẩng đầu lên, con Tú trông thấy Yên Vũ Cơ, bà chủ Hoa Sương Lầu. Một thân áo đỏ, mái tóc đen dài, tay cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Yên Vũ Cơ còn rất trẻ, xinh đẹp động lòng người. Ngón tỳ bà cùng với tài múa của nàng đã hớp hồn không biết bao nhiêu gã đàn ông ở phủ Ứng Hòa này. Cũng không ai biết vì sao Tú bà trước đây của Hoa Sương Lầu lại giao việc làm ăn cho một thiếu nữ còn trẻ tuổi như thế, rồi xuống tóc đi tu, mãi mãi không quay lại chúng phấn hương trần trụi này nữa. Con Tú không thiết tha gì với kỹ nữ Lầu Xanh, chính là một lần nó bị rơi xuống sông, được Yên Vũ Cơ cho người cứu được, nên trong lòng cũng gọi là phần nào cảm kích. Hoàn toàn không vì thế mà hết coi thường nữ tử chốn phong trần này. Con Tú hơi cúi đầu coi như chào hỏi, sau đó đi thẳng về phủ. Từ trên lầu cao, Yên Vũ Cơ hỏi tỷ nữ bên cạnh. Trịnh Nguyên Đáng vậy chứ? Cậu ấy đang mặc quần áo ạ. Mang cho cậu ta chút cháo đi, sau đó đợi người của Trịnh phủ đến đưa về. Bảo cậu ta từ nay đừng đến làm phiền ta nữa. Tỷ nữ vâng dạ rồi rời đi. Yên Vũ Cơ nheo mắt nhìn theo bóng dáng con Tú trong dòng người, đến khi chỉ còn một chấm đỏ liền quay gót vào trong.
Vừa lúc này cậu ba Trịnh Nguyên Đán sòng sọc từ dưới lầu đi lên. Đám tỳ nữ đã cố ngăn cản nhưng không được. Cậu đến trước mặt Yên Vũ Cơ, hai mắt rực lửa chòng chọc nhìn nàng. Nàng đuổi ta hết lần này tới lần khác là gì sao? Có phải nếu như ta rời khỏi Trịnh phủ, nàng sẽ một lòng theo ta hay không? Nhìn nam tử phong tình đang rất cáu kỉnh trước mặt, Yên Vũ Cơ chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt miệng chén trà ấm. Nguyên Đán à, cậu làm khùng làm điên gì ở đây chứ? Đây không phải là nhà cậu, để cho cậu tùy tiện muốn tra vào như thế nào cũng được. Nếu tôi thích người họ Trịnh các cậu, tôi sẽ chọn người có tiền đồ, chứ không chọn một kẻ chỉ có mặt tiền và tấm chân tình không đáng một xu của cậu. Từng lời nói ra, giọng nói rất khẽ mà lại rành rọt, như từng mũi kim châm chích vào trong lồng ngực của Trịnh Nguyên Đán. Cậu ta siết chặt hai nắm tay, răng cũng nghiến lại. Cơn giận dữ khiến cho cả cơ thể cao lớn rung lên bần bật, rồi sau đó chuyển thành thất vọng. Nhìn người con gái xinh đẹp như tiên nga, cười mà như không, đang ngồi ung dung trên ghế, cậu chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Nàng nhất định sẽ hối hận. Trịnh Nguyên Đán rời đi rồi, Yên Vũ Cơ mới thu lại nụ cười mỉa mai. Đôi mắt đẹp như sương sa vụt trở nên sắc lạnh. Cậu ba được con Tuấn và gia nhân đưa về phủ, sau đó liền bị Trịnh Đoàn nọc cổ ra giữa sân đánh cho một trận. Vừa tự tay đánh, ông vừa liên tục mắng: cái thằng không có tiền đồ, không biết liêm sĩ, mày đến chốn ăn chơi đó làm cái gì? Học hành không ra gì, tiền thì không kiếm được một xu, cả ngày chỉ có ăn chơi liều lỏng. Hôm nay xem tao có đánh chết mẹ không. Thằng nghịch tử mà, đồ ăn tàn phá hại, bại hoại gia phong mà. Con Tú thấy cậu ba bị đánh, nước mắt giàn giụa, liền cùng với bà hai quỳ sụp xuống xin tha cho cậu. Cậu ba là con trai duy nhất của bà hai Đông Viện, nhưng khác với hai anh trai của mình, cậu không chuyên tâm học hành thi cử, càng không quản chuyện làm ăn. Từ bé cậu ba trong mắt người khác chỉ là một đứa vô dụng, không có tiền đồ, chỉ giỏi lêu lỏng bên ngoài, thuộc hạng phá gia chi tử. Cho nên cậu lớn lên trong sự đùm bọc của mẹ, sớm đã thành bộ dạng bất cần đời như thế. Đánh mỗi tay, ông Đoàn ném roi đi, tức tối bỏ vào nhà. Cậu ba được dìu về phòng, thầy thuốc tới xem cho cậu. Hết tấm lưng ngang dọc vết roi rỉ máu, nhưng cậu không kêu bất cứ một tiếng nào, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Con Tú lo lắng xin bà cả đến chăm sóc cậu ba. Nó không dám hỏi gì, chỉ chăm chú bôi thuốc cho cậu. Đến khi bôi xong thì cậu đã ngủ mất rồi. Nó không hiểu vì sao cậu ba cứ cách ngày lại mò đến hoa sương lầu làm cái gì. Không lẽ cậu đã thích cô gái nào ở đó rồi hay sao? Nhưng nữ nhân ở kỷ viện thì làm gì còn trong sạch nữa. Nếu có bán nghệ không bán thân thì cũng chẳng xứng để một công tử quyền quý như cậu để mắt đến. Con Tú cẩn thận đắp chăn cho cậu ba rồi ra ngoài để cho cậu nghỉ ngơi. Một giấc ngủ đã tới đêm khuya. Cậu ba tỉnh giấc, thấy trong phòng đã đặt một cặp lồng đồ ăn, trên bàn nến vẫn đang cháy lách tách. Cậu tựa người vịn vào giường để ngồi lên, chợt thấy bên ngoài phòng có bóng người đi ngang qua. Cậu lên tiếng gọi: ai bên ngoài vậy? Đưa ta đi tiểu. Bóng người bên ngoài có vẻ như không nghe thấy, vẫn xăm xăm bước đi. Cậu ba không còn cách nào, đành tự mình đứng lên đi ra mở cửa. Bên ngoài hơi lạnh, bóng người kia vừa khuất sau đầu hồi. Ánh đèn lồng le lối chập chờn cũng biến mất. Cậu ba hơi bực bội, tự nhủ không biết kẻ hậu người hạ nào lại dám không nghe lời chủ nhân căn dặn. Vậy là cậu vịnh theo vách nhà đi về hướng người kia. Vừa tới đầu hồi, cậu còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một gậy đánh ngất. Trước khi ngất đi, mũi cậu còn ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Canh năm, trời tờ mờ sáng. Cậu ba ôm đầu mở mắt, đầu óc choáng váng quay cuồng. Cậu nhận ra mình không nằm trên giường trong phòng, mà đang nằm dưới gốc cây mò cua. Những chùm hoa mò cua rơi đầy trên người cậu, phủ thành một lớp mỏng.
Mùi hoa nồng nặc khiến cho cậu hắt hơi liên tục mấy cái. Cậu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi này là biệt viện bỏ hoang đã lâu, đến cánh cửa cũng long bản lề, rêu phủ khắp nơi. Mùi mục ruỗng lan rộng trong không khí. Trên người cậu, ngoài lớp hoa mọt cua, còn phủ lên một lớp chỉ đỏ màu đỏ tươi như máu. Cậu giơ hai bàn tay vướng chỉ của mình lên, lại thấy toàn bộ dây đều nhúm thứ màu đỏ loang lổ. Vừa lúc đó cậu nghe tiếng đám gia nhân đang gọi mình. Âm thanh truyền qua bờ tường cao dày. Cậu vội vã hét lớn: "Ta trong biệt viện, mau vào đi!" Bọn gia nhân liền phá cửa xông vào trong. Nhìn thấy trên người cậu ba đều loang lổ chỉ đỏ, mọi người đều cả kinh, mặt mũi thất sắc. Chuyện cậu ba Trịnh Nguyên Đáng bị lôi vào biệt viện và bỏ lại dưới gốc cây mọt cua, trên người lại toàn là chỉ đỏ tẩm máu động vật, khiến cho người trong ngoài Trịnh phủ đều không thể bình yên được. Ngày thường cửa biệt viện đều được khóa kín, đề phòng có người lại vào đó treo cổ tự vẫn. Nhưng không biết làm cách nào, kẻ đánh ngất cậu ba lại có thể lôi cậu vào rồi đặt ở đó. Đại gia chủ Trịnh Hoài là một ông cụ ngoài 70. Tuy có tin vào chuyện tâm linh, nhưng không phải là người quá cuồng tín. Sự việc lần trước tên chậm chết ở trong biệt viện có thể bỏ qua, nhưng lần này lại là cháu trai của mình. Cho dù cậu chỉ là một tên vô công rỗi nghề, ăn chơi trác táng, nhưng dẫu sao cũng là máu mủ họ Trịnh, không thể không điều tra cặn kẽ. Người của Đông viện, Tây viện đều được mời đến phủ chính nghị sự. Sau một hồi bàn tán, họ đều nhất trí mời một viên huyện thừa ở huyện nha xuống điều tra một lượt. Đối với gia tộc lâu đời như họ Trịnh, người đông việc nhiều, tránh được việc trình trang nào thì hay việc đó. Nhất là những chuyện không danh chính ngôn thuận, càng ít điều tiếng càng tốt. Viên huyện thừa ấy họ Bùi, chuyên lo sổ sách giấy tờ cho tri huyện đại nhân, có giao tình với nhà họ Trịnh, làm việc tương đối ổn thỏa. Ông ta cho người xem xét trong ngoài, cũng đã tới biệt viện kiểm tra, hoàn toàn không tìm được điểm gì nghi vấn. Con Tú là người tìm ra thi thể của tên Chẩm, cho nên được gọi đến hỏi vài lời. Cô nói cái đèn lồng tự bay trong không khí sao? Dạ đúng thưa đại nhân, con không dám nói dối đâu. Chính mắt con trông thấy cái đèn thường ngày chú Chẩm hay dùng, không có ai cầm vào, là nó tự đung đưa trong không trung. Đại gia chủ Trịnh Hoài nghe lời con Tú thuật lại, liền cau mày nhìn nó, tỏ ý không hài lòng. Sau đó nói với Bùi Huyện Thừa: "Bùi Huyện Thừa, có lẽ là trong lúc quá hoảng sợ nên nó nhìn nhầm mà thôi. Trần đời làm gì có chuyện đèn lồng tự bay được, thật là quan đường mà." Bùi Huyện Thừa cũng gật gù đồng tình. Ông ta không thể viết vào ghi chép một sự việc mười mươi không có thật như thế. Chỉ cần ông ta dám ghi thì phần đời còn lại sẽ bị người ta chê cười mất. Vậy là sự việc tới đó cũng không có tiến triển gì. Sau đó Bùi Huyện Thừa đích thân tới phòng cậu ba Trịnh Nguyên Đáng để hỏi chuyện. Lúc đến thấy cậu đang ngồi ngoài sân, không dám tựa lưng vào ghế vì mới hôm trước còn bị đánh rất đau. "Ta không nhớ gì hết. Ta bị người ta đánh ngất. Tờ mờ sáng tỉnh dậy đã thấy nằm dưới gốc cây trong biệt viện rồi. Chẳng lẽ ta lại tự mình trèo qua tường vào ngủ trong đó hay sao? Chưa kể ta mới bị cha đánh hôm qua nữa, bây giờ còn ê ẩm đây nè. Đến đi còn khó chứ nói gì là trèo tường." Bùi Huyện Thừa thở dài một hơi, nói với con Tú: "Thôi như vậy đủ rồi, để cậu bà nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta cần xem xét thêm, bây giờ có nói gì cũng là quá sớm." Con Tú liếc nhìn cậu ba một cái, thấy cậu ba chỉ mãi nhìn vào đống sách trên bàn, nó cảm thấy hơi lạ. Vì trước nay cậu không thích đọc sách, không thích viết chữ. Nhưng con Tú không dám hỏi nhiều, sau đó liền đưa Bùi Huyện Thừa và người của ông ta ra cổng phủ. Cậu ba Trịnh Nguyên Đáng cầm bút lên, viết được vài chữ to nhỏ không đều, liền vo giấy lại rồi ném xuống sân. Cậu định viết tiếp,
nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra đêm qua. Cậu cứ có cảm giác cái chết của lão Chẩm và việc mình bị đưa vào biệt viện đều có liên quan tới khu nhà bỏ hoang đó. Cậu liền đứng dậy, bước thấp bước cao đi vào con đường mòn trải sỏi dẫn tới biệt viện. Cánh cổng sắt đã hoen gỉ do mưa nắng vẫn đang khóa chặt. Cậu liền ngó nghiêng vào bên trong. Hoa mò cua rơi rụng cả một khoảng sân vắng lặng điều hiu, mùi hương nồng đậm. Cậu ba còn nhớ, khoảng 10 năm trước, nơi này đã có một thiếu nữ sinh sống. Nàng xinh đẹp và yên phận, nàng tài hoa và hiểu lòng người. Gọi là thiếu nữ có lẽ cũng không đúng, vì nàng khi đó đã ngoài 30, nhưng nhan sắc vẫn khiến cho người ta phải thảng thốt. Cậu ba khi đó mới 10 tuổi, thường chơi đá cầu ở sân sau với đám người hầu. Một lần cậu đá cầu rơi qua tường, lọt vào trong sân, liền tìm cách trèo tường vào lấy. Vì đó là biệt viện, cha cậu không cho phép bất kỳ ai tới làm phiền đến thiếu nữ đó, cho nên cậu không dám đánh động đến người bên trong. Nhưng cậu đang ngồi trên bờ tường lây hoay, một tỳ nữ đã nhặt quả cầu lên cho cậu. Khi ấy cậu đã nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ đang ngồi trên hiên nhà dệt vải. Khuôn mặt đó so với yên vũ cơ của Hoa Sơn Lầu phải nói là giống tới 8 phần. Nghĩ tới yên vũ cơ, lòng ngực cậu ba liền thắt lại. Người con gái ấy đã cự tuyệt cậu tới 9 lần rồi, nói cậu qua đêm ở Hoa Sơn Lầu, ăn vạ nằm vật ở đó. Người ta còn tưởng cậu được người đẹp chăm sóc chu đáo ân cần lắm, nhưng có biết đâu đã bị nàng không ít lần đá bay ra ngoài rồi. Ai mà nghĩ một cô gái kiều diễm như vậy lại xuống tay được với đàn ông như thế chứ. Cậu thở dài quay đi, lại bắt gặp anh cả của mình đang lững thững đi tới, tay chắp đằng sau. Nhìn thấy em trai, Trịnh Nguyên Long liền cười nhạt nhẽo, lên giọng châm biếm. Nghe nói chú ba ăn chực ở Hoa Sơn Lầu cả năm trời, không sơ muối được gì, còn bị nữ nhân kia ghẻ lạnh. Có cần anh dạy chú một tuyệt chiêu, người đẹp phải quỳ theo chú về nhà hay không? Cậu ba nhíu chân mày, vẻ ghét bỏ ra mặt. Anh có cần em dạy cách trân trọng nữ nhân hay không? Anh đối với chị dâu như vậy, bảo sao cơm chẳng lành mà canh chẳng ngọt. Mày nói cái gì? Xốc cổ áo em trai lên, Nguyên Long giận tới tím mặt. Cậu ba chẳng thèm khách sáo, gạt phắt tay anh cả ra khỏi cổ áo mình, nhếch mép nói: Anh có điếc đâu mà không nghe thấy em nói gì chứ? Cậu cả vừa định cho em trai một cú đấm vào giữa mặt, đã nghe thấy đằng xa vang lên tiếng quát: Nè hai cái thằng kia, anh em chúng mày lại sinh sự gì vậy? Chủ tây viện Trịnh Hoàng, cũng là chú của Nguyên Long và Nguyên Đáng, lúc này đi tới. Ông ta ngoài 40, khi còn tầm tuổi Nguyên Đáng cũng là một trang nam tử phong lưu đa tình. Có điều người đàn ông này lại có sở thích làm tranh đông hồ, ít quản chuyện làm ăn của Trịnh gia. Đứng đây cãi cọ đánh mắng nhau, còn ra thể thống gì nữa? Tao với cha chúng mày chưa bao giờ to tiếng cãi cọ. Có chuyện gì thì anh em đóng cửa bảo nhau, làm sùm lên cho muốn thành cái chợ sao? Trịnh Nguyên Đáng cúi đầu chào rồi bỏ đi, còn không quên bỏ lại cho anh cả của mình một tiếng hừ lạnh. Anh em nhà này từ bé đã khắc khẩu với nhau, càng lớn càng ghét nhau ra mặt. Cũng không rõ bắt nguồn từ nguyên do gì mà mỗi lần nhìn thấy Nguyên Long, cậu ba đều chán ghét vô cùng. Đối với cậu cả, em ba của mình như cái gai trong mắt, nhổ mãi chẳng được. Ở trong Trịnh phủ này, một thằng quần là áo lực, không biết làm ăn, không có tiền đồ thì không xứng đáng làm cậu chủ. Cũng thật may chính vì cậu ba ăn chơi liêu lỏng cho nên không được cha yêu thương, sau này càng không mong được chia nhiều tài sản. Nghĩ tới đó, cậu cả cảm thấy hả dạ hơn phần nào, cúi đầu chào chú mình rồi rời đi. Ông Hoàng nhìn vào căn biệt viện bỏ hoang, ngán ngẩm lắc đầu, thở dài một cái rồi cũng đi.
Chiều hôm đó, ở Đông Viện xảy ra một trận cãi vã kịch liệt giữa ông Đoàn và con trai cả Trịnh Nguyên Long. Người hầu hoảng sợ nấp vào một góc nghe lén. Hai bà vợ của ông Đoàn cũng không thể ngăn được trận xung đột của hai cha con, chỉ đành đợi cho họ nguôi ngoai. Thằng hai đã vào kinh tham gia khoa cử. Thằng ba tính tình như thế nào? Đầu óc thiển cận ra sao? Cha cũng biết hay sao? Mà cũng muốn giao một phần công việc kinh doanh cho nó. Ông Đoàn đập bàn quát lớn, mặt mũi xa sầm rất đáng sợ. Thằng ba dù như thế nào cũng là em trai của mày. Trước giờ mày đều coi nó là con của vợ lẽ, cha không bận tâm. Nhưng mày thân là anh trai, lại không dạy dỗ được em, còn khích bác miệt thị nó. Ngay cả việc làm ăn cũng không hướng dẫn cho nó. Mày có xứng làm anh cả hay không vậy? Cậu cả Long tái cả mặt, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Thằng ba chỉ là con vợ lẽ, không có tiền đồ, cả ngày ăn chơi lưu lỏng bên ngoài. Cha xem khắp cái phủ Ứng Hòa này, có ai mà không biết đến cái danh chơi bời của nó. Nếu không phải là kỹ nữ Lầu Xanh muốn gả cho nó, thì làm gì có tiểu thư nào mà thèm cái loại như nó. Chát một tiếng, một cái tát rơi vào má phải của cậu Long, khiến cho cậu quay mặt sang một bên. Năm vết tai in thật đậm còn đỏ lừ. Ông Đoàn đã nổi cơn thịnh nộ thực sự. Ông cầm ấm trà ném vỡ choang dưới sàn, sau đó chỉ tay. Mày cút ra ngoài, cút ngay khuất mắt tao. Cậu cả giống tính ông Đoàn, đều là người dễ nổi nóng. Cha đã đuổi, cậu cũng không thèm nán lại. Mặc cho mẹ mình còn ốm yếu can ngăn, cậu cũng không dừng lại. Ra đến bên ngoài, vợ của cậu là Mợ Xuân bụng mang dạ chữa, được nữ hầu dìu tới. Cậu lừ mắt với vợ mình rồi cũng bỏ đi thẳng. Mấy ngày này đèn đá trong các viện đều được thắp sáng. Đám nữ hầu sau một ngày làm việc mệt mỏi đều muốn về nghỉ ngơi. Ai cũng ngáp trắng ngáp dài chảy cả nước mắt. Một đám 4-5 người đang kéo nhau đi trên con đường rải sỏi, thì đột nhiên trong số đó chỉ tay về phía trước kêu lên. Hình như phía trước có người. Những người khác đều nhất loạt nhìn về hướng chỉ. Thấp thoáng trong ánh đèn, một bóng người đang lặng lẽ bước đi. Mái tóc dài thả xuôi theo vạt áo trắng, tay cầm đèn lồng, tay kia cầm một búa chỉ dài chạm đất, cứ như vậy kéo lê theo từng bước chân. Ngay dưới chân người đó là mấy con lợn con, cái đuôi xoăn tít, con nào con nấy đụng đỉnh bước đi, vừa đi vừa kêu ụt ịt như đòi ăn. Trong bóng đêm, nghe âm thanh lợn con tréo lên như thế này, thật khiến cho người ta rùng cả mình. Người đó là ai vậy? Đêm hôm còn dắt lợn đi đâu chứ? Không biết nữa, nhìn lạ quá. Đi xem như thế nào. Ai nửa đêm nửa hôm lại mặc đồ như vậy? Ba người trong số đám nữ hầu là vững dạ hơn cả, bèn đi lên trước, dò dẫm theo sau cái người kia. Bọn họ thấy người kia đi về phía biệt viện, tà áo vẫn kéo lê trên đất, nhưng hình như không nghe được tiếng bước chân. Đến khi cách biệt viện một quãng, người đó chợt dừng lại, đầu quay ngoắt về phía sau. Thân người vẫn giữ nguyên vị trí, cả khuôn mặt không hề có ngũ quan, toàn bộ là một màu xám ngoét, phẳng như cái thớt. Ba con lợn con cũng ngoái đầu về sau, những tròng mắt xanh lét như đốm lân tinh nhỏ hấp hái. Có ma! Trời ơi, cứu tôi vậy, ma quỷ đòi mạng! Ba nữ hầu bấu víu lẫn nhau, chạy bán sống bán chết. Thấy đám nữ hầu đã bỏ chạy, phần đầu của người đó lại xoay về trước như cũ, tiếp tục lầm lũi bước đi. Khi đến cổng biệt viện, liền biến mất cùng với mấy con lợn. Nửa đêm trời trở gió mùa, lạnh như dao cắt. Trịnh Đoàn không ngủ nổi, thấy cổ họng khô khốc, liền khoác cái áo bông xuống giường rót chén trà uống. Có tiếng gõ cửa vang lên khiến cho ông ta giật mình. Chén trà đặt tới miệng thì dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa không thấy ai, ông nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng ngay lúc uống được một ngụm trà, tiếng gõ cửa theo nhịp lại một lần nữa vang lên. Trịnh Đoàn nuốt nước bọt, nín thở chờ đợi. Then cài cửa lạch cạch nhấc lên như có ai đưa tay mở.
hai cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Bên ngoài tràn vào một làn khói mờ ảo. Trên đoàn mở căng đôi mắt đã già nua, nhìn qua làn khói mỏng. Thấy một bóng người đen xì đang đứng ở ngoài sân, hai tròng mắt như phát sáng, nhìn chòng chọc vào bên trong phòng. Đoàn Lan, là em đây mà Đoàn Lan. Em đến đón Đoàn Lan đi cùng với em đây. Mau ra đây cho em đi Đoàn Lan à. Cổ họng Trịnh Đoàn như bị một sợi dây thích lấy, đến thở cũng không thở nổi. Ông ta vịnh lấy bàn, đứng lên đờ đẫn bước ra bên ngoài. Chiếc áo bông chỉ khoác hờ hững rơi xuống đất. Cổng biệt viện lại một lần nữa được mở ra. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng cổng sắt hoen gỉ kêu lên ken két, theo tiếng gió u u như tiếng khóc than ai oán. Một bóng người lững thững đi vào, theo sau thiếu nữ không có gương mặt. Trên tay cầm đèn lồng bước đi như lướt trên mặt đất. Người phía sau không trông rõ mặt, cho đến khi cánh cổng đóng sập lại, người đó vẫn im lặng như một người mất hồn. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra một thi thể nữa bị treo trên cành hoa mọt cua trong góc biệt viện. Thi thể này tương tự như lão chấm, đều bị quấn bằng chỉ đỏ. Máu chảy tí tách xuống mặt sân, vương vãi đầy những cụm hoa mọt cua. Càng kinh khủng hơn là khi người ta đưa thi thể xuống, rạch chỉ ra, thì phát giác đó chính là gia chủ Đông Viện, ông Trịnh Đoàn. Bà cả ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà hai cũng quỳ xuống đất mà khóc than. Cậu ba đỡ lấy mẹ mình, kinh hoàng nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Đợi gia chủ Trịnh Hoài và gia chủ Tây Viện Trịnh Hoàng cùng đi đến, không khí cực kỳ u ám và hoảng loạn. Nhìn xác con trai đã lạnh, bị quấn như một con nhộng, nằm trong kén đỏ toàn là máu, Trịnh Hoài nổi trận lôi đình. Phá hết cái viện này đi, phá sạch cho ta, cả cái cây này cũng thiêu rụi hết đi. Tất cả mọi người đều chấn động trước sự phẫn nộ của đại gia chủ. Chẳng ai dám lên tiếng can ngăn, nhưng cũng không ai đồng tình. Trịnh Hoài cũng đã nhiều tuổi, thấy bản thân đã gần đất xa trời, đằng nào cũng chết, cho nên hừ lạnh một tiếng, sai hạ nhân đốt lên một cây đuốc, tự mình đi tới gian nhà vắng lặng mà châm lửa. Lửa bén rất nhanh đã bùng lên, từ khung cửa sổ lan rộng ra, cuối cùng tạo thành một cột lửa lớn cháy bùng bùng dữ dội. Ai nhìn cảnh đó cũng tái xanh cả mặt mày. Người ta mau chóng khiêng xác ông Đoàn ra khỏi biệt viện đang cháy. Còn cây mọ cua, Trịnh Hoài biết trong phủ chẳng ai chịu động chân động tay vì những lời đồn đoán ma quỷ, cho nên liền tìm người bên ngoài tới chặt đi. Ngày hôm đó trời lạnh cực điểm, gió thổi hun hút, hoa mọ cua theo gió bay khắp nơi, dường như không đồng tình với quyết định chặt cây của người họ Trịnh. Ba người phu dịch được thuê về, nhanh chóng dùng rìu chặt cây. Trịnh Hoài cùng chú Văn quản gia Đông Viện và một vài người khác ở đó giám sát. Sắc mặt của cụ Trịnh không được tốt, cứ nhìn chăm chăm bộ gian nhà đã bị mình đốt, chỉ còn trơ lại phần khung nhà. Đột nhiên, mấy người họ Trịnh bị tiếng kêu thảng thốt của đám phu dịch làm cho giật mình. Một người trong số đó chạy qua, vẻ thất sắc. Cô Trịnh à, cái cây chảy ra máu đó. Làm sao có chuyện đó được? Họ nhanh chóng đi qua, nhìn thân cây chằng chịt vết rìu chém, chỗ nào cũng ri rỉ chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Trịnh Hoài tiến lên, đưa tay quẹt một ít máu đưa lên ngửi. Cụ chỉ nghĩ nó là nhựa cây, nhưng không, hoàn toàn là mùi máu tanh nồng. Đám phu dịch không dám chặt thêm nữa, xá tay chào họ Trịnh, rồi tất cả cầm đồ trở về. Trên dưới phủ Trịnh lại một lần nữa tiếp tục xôn xao. Việc chặt cây mò cua đáng sợ bị bỏ ngỏ đi, không ai dám nghĩ tới, chứ đừng nói là phá bỏ nó. Trịnh Hoài cho người đóng chặt biệt viện, tạm thời không động đến, đợi mai mốt tìm thầy về yểm cây xem như thế nào. Trịnh Hoàng lúc này mới nói: Thưa cha, mấy ngày trước anh cả có mời về một tiểu hòa thượng, nghe nói là học trò của Phổ Nhiếp đại sư ở chùa Phụ Vân. Hình nhân thế mạng cũng đã làm rồi, hiện đang thở từ đường đó.
con sẽ cho người đi tìm tiểu hòa thượng đó xem sao. Trịnh Hoài cũng đã nghe được chuyện con cả của mình làm, vốn cũng nghĩ sẽ sống yên biển lặng, không ngờ chỉ mới có mấy ngày trôi qua, cả tính mạng cũng không còn. Con mau cho người đi ngay đi, đừng để xảy ra thêm chuyện gì nữa, chúng ta còn phải lo hậu sự cho anh con. Thưa cha, có cần nhờ quan huyện cho người vào cuộc điều tra hay không ạ? Cụ Hoài nghĩ ngợi một lát rồi nói: cứ để huyện thừa âm thầm điều tra, không được phát tán ra bên ngoài. Dặn dò người dưới, ai dám đem chuyện trong phủ ra nói thì cắt lưỡi ngay. Vậy còn tang sự của anh con? Đành phải nói do trời đột nhiên trở lạnh, cảm mạo mà qua đời. Trịnh Hoàng chỉ biết ngậm ngùi làm theo lời cha. Sự việc này đã đi quá sức tưởng tượng của người trong nhà, không biết sau này còn xảy ra thêm chuyện gì đáng sợ hay không. Người được cử đi tìm tiểu hòa thượng đã dò la khắp nơi, nhưng không biết tiểu hòa thượng đã đi đâu. Sang tới ngày hôm sau phát tang, đúng lúc làm lễ thì nghe gia nhân vào báo: Ông cụ, tiểu hòa thượng kia đã chết rồi. Cụ Hoài sắc mặt đã tái, nghe xong tin thì đứng không vững. Sao lại chết rồi? Treo cổ chết ở ngoài gốc gạo cạnh đền của anh. Lúc cái xác được đưa xuống thì tự nhiên bốc cháy không dập được. Nhưng mà chúng con đã xem rất kỹ rồi, chính là vị tiểu hòa thượng đó không có sai. Trịnh Hoàng vừa đỡ cha mình, miệng vừa lẩm bẩm lo sợ: Thế này thì nguy to rồi. Bùi huyện thừa hay tin cũng đến chia buồn, đồng thời muốn điều tra ngọn ngành sự việc. Ông tra hỏi tất cả những người trong nhà, xem gần đây ông Đoạn có giao du với ai, có cãi cọ hay xung đột với ai hay không. Thì được biết mới mấy hôm trước, cha con ông Đoàn đã có một trận cãi vã nảy lửa. Ông Đoàn trong lúc nóng giận đã tát con trai cả của mình một cái. Cậu cả liền vùng vằng bỏ đi đâu không biết. Đến ngày thứ hai mới thấy cậu về nhà. Nhưng suốt một hai ngày, cha con không nói chuyện gì với nhau. Làm lễ giải hạn xong cũng tuyệt nhiên không đối đáp lời nào. Thứ cho tôi nhiều chuyện, không biết Trịnh gia chủ và cậu cả đã cãi nhau vì nguyên cớ gì? Bà cả vì không chịu được cú sốc mất chồng, lại mắc bệnh lâu năm, chỉ có thể nằm yên một chỗ, mọi sự lại đến tai bà hai lo liệu. Không giấu gì Bùi huyện thừa, ông nhà tôi và cậu cả khúc mắc về chuyện tài sản và tiệm buôn. Phận làm lẽ như tôi không được phép can dự, nhưng hẳn lão mấy đã vô cùng giận dữ. Cậu cả vốn chẳng ưa gì con trai tôi, tức là thằng ba đó, luôn cho rằng nó là đứa vô tích sự, chẳng làm nên trò trống gì, cho nên không muốn cho nó coi sóc việc kinh doanh. Bà hai thở dài một hơi, lại tiếp tục, mắt lại ẩn ẩn nước trông rất tội nghiệp. Tôi biết thằng ba không phải là đứa giỏi giang, nhưng dẫu sao cũng là máu mủ ruột trà của nhà họ Trịnh, không cùng mẹ cũng cùng cha sinh ra. Cậu cả chê trách khinh miệt em mình, ông ấy tức giận là chuyện dễ hiểu thôi. Chỉ có điều cậu cả cũng quá nóng tính, cả giận mất khôn, lại cãi nhau với cha mình như thế, thực sự là không hay. Giọng bà hai nhỏ nhẹ dễ nghe, từng lời đều rất thành thực, nhưng ý tứ sâu xa lại khiến cho Bùi huyện thừa thoáng cau mày. Ông đi đi lại lại mấy lượt quanh phủ, hỏi han gia nhân trong phủ Trịnh, nhưng càng nghe càng thấy lẫn lộn. Đám gia nhân nói về việc tranh cãi nảy lửa giữa cha con ông Đoàn thì ít, mà nói về ma quỷ thì nhiều. Một nữ nhân không có mặt sao? Thật là hoang đường. Bẩm quan, chúng con không dám nói láo đâu ạ. Vào đêm lão gia bị chúng con đã nhìn thấy một người không có mặt thật đó. Nếu có nửa lời sai trái, thề sẽ bị thiên lôi đánh chết ngay. Nữ hầu khác cũng tiếp lời, môi thâm tím vì lạnh. Dạ đúng đó thưa quan, nếu chỉ một người nhìn thấy á thì còn nói là ảo giác, nhưng mà mấy người chúng con đều rõ ràng trông thấy,
nữ nhân đó còn dắt theo mấy con lợn con mắt xanh lè hả? Cả đời này cũng không thể nào quên được. Dạ, lần trước tiểu hòa thượng đến làm pháp sự có nói á, ở biệt viện có ma thần vòng, lẽ nào nữ quỷ không mặc đó chính là ma thần vòng kia sao? Nó còn hại chết cả tiểu hòa thượng rồi, chứ sợ sắp tới sẽ là chúng con thôi. Nói xong, cả mấy con hầu đều khóc trống lên như cha chết mẹ chết. Bùi Huyền Thừa đau cả đầu, liền xua tay cho chúng nó lui cả đi. Đúng lúc ấy thì có người vào báo là cậu hai Trịnh Nguyên Vũ vừa từ kinh sư trở về. Cậu thay quần áo xô gai, trực tiếp quỳ xuống trước linh cữu của cha mình vái lại, nước mắt lã chả tuôn rơi. Họ Trịnh xưa nay là phú hộ làm ăn buôn bán, ít có người tham gia khoa cử. Năm nay có cậu hai Nguyên Vũ theo nghiệp đèn sách, còn chưa đậu bảng vàng đã nghe tin cha đột ngột qua đời, liền bỏ việc luyện thi qua một bên, tức tốc trong đêm cùng với hầu cận về nhà tiễn cha đoạn đường sau cuối. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Chị Đỏ Đẫm Máu, là phần 3 của tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.